Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta qua tiết 2 bài 3. Giúp mình là thì hồi là cách tính nhanh ha của số số học mà các em được bác thân hỗ trợ từ các hàm học chuẩn của số học. Và các cách mà mình so sánh kiến thức số học với nhau để thực hiện các câu lệnh và thân quy định cho các em theo các em thực hiện hoặc cũng theo mình. Và cách chúng ta là gán giá trị ha, biến số hoặc hằng số với phải cho với trái này để thực hiện như nào. Thì bài hôm nay với các em là sẽ giải quyết được những câu hỏi như thế. Phần đầu tiên em vào đó là phần C, một số hàm số học chuẩn. Ở phần này với các em là có các công cụ ha, tính toán các biểu thức số học nhanh hơn thì các em là dùng các hàm số học chuẩn của bản thân quy định cho các em ha. Rồi ta vào đặc điểm học số học chuẩn như sau. Đó là những hàm số học được lập trình khai báo trong thư viện chứa một số chương trình tính giá trị những hàm toán học mà các em thường dùng trong toán học trước đó. Mỗi hàm chuẩn có tên chuẩn riêng, nghĩa là các hàm chuẩn khi các em được tính toán á, các bài toán các em cần dùng thì đã được các em Python định nghĩa rồi. Và khi các em dùng á, là mình nhớ là dùng thật chính xác. Tránh trường hợp là các em ghi tên á, của cái hàm đó sai tên của Python quy định. Nghĩa là khi các em ghi sai tên hàm và sai cách điền vào đối số thì Python sẽ hiểu các em đang thực hiện một công việc khác ha, và Python sẽ hiểu sai ý nghĩa các em làm. Cái thứ hai là đối số của hàm là một hay nhiều biểu thức số học và được đặt trong ha, cặp hoặc tròn mở ngoặc và đóng ngoặc sau tên hàm khi em thực hiện. Các hàm số học cũng là biểu thức số học và tham gia vào quá trình tính toán như là biến mặt số các em làm ha. Ví dụ hay là hàm bình phương kia là gì, với mình là gì, tính bình phương đúng không? Thì cái tính là bình phương công là gì, trong là toán học là hai mũ hai, thì bây giờ các em gì dùng hàm ha, để tính giá trị ha. Đó cũng tương tự các em là bốn, nghĩa là cách này các em là tương tự các em cách tính ha, hàng số đúng không, hàm biến số các em dùng toán học ha. Và thôi phần tiếp theo của là hàm số học chuẩn là kết quả các trở về của hàm có thể là nguyên hoặc là thực hay phụ thuộc vào kiểu đối số các em truyền vào ha, trong trình mình có. Để rõ hơn ta phần tiếp theo là một số hàm số học chuẩn các em cần hiểu ở đây ha, để mình biết cách dùng phù hợp với lại cái hàm đó cho bản thân. Đầu tiên là hàm mũ các em tôi học là x của y diễn với thân là gì các em, hàm b a w in đậm ha, cho số truyền vào là x và mũ là y, nghĩa là các em truyền vào ha là đối số là thực thì ra thực là nguyên thì ra nguyên ha. Đó. Cái bậc hai của là căn của x thì các em là thể là mình diễn với thân là gì, là s q r t đó là hàm mà các em in đậm nhé, thường đối số truyền vào là x. Khi các em truyền vào đối số là x là thực nguyên thì ra là thực. Hàm giá trị tuyệt đối x ta ghi là APS in đậm biết thường x. Đối số truyền vào là x là thực thì ra thực. Truyền vào là nguyên thì ra nguyên. Logarit tự nhiên là lnx ta ghi là log in đậm viết thường đối số là x. Thì khi truyền vào là thực cho các trường hợp thì ra thực cuối cùng. Lý thừa của cơ số E là E mũ X, như là E X B in đậm của X thì kêu trừ số là thực hoàn toàn và cho thực luôn. Khi dùng số thực hàm số học chuẩn này thì lại là các em dùng chính xác các tên hàm mà các em cần biết, nhất là những các hàm ha, trong Python và từ khóa Python này để nhớ thì các em thường là gì, các em thường á gì các em là cái thường ha, chỉ trừ ha trường hợp gì các em dùng gì kiểu logic ha, nhớ là true là gì kia, viết khoa cho đầu tiên là t hoa ha, true khoa, rồi phone là gì kia là f hoa ha, nhớ để mình không bị nhầm lẫn các trường hợp viết của trình của thân hay mình. Một số lưu ý kia khi các em dùng hàm chuẩn như sau là các hàm như trên ngoại trừ hàm là APS là hàm cho gì kia, cho là việc gì chất định tuyệt đối của x ha. Thì ha, khi các em dùng ha, các cái hàm ha, trong thư viện là chuẩn của mình á, thì các em khai báo là gì,
phá vậy kem, là thư viện là mắc ha, ta nói như sau, inbox mắc. Vậy thì các em muốn là có tính để tính toán á, các cái giá trị biến số thì thực hiện như nào, ta thực hiện như sau, ta gọi hàm ha, ta ghi là thư viện mắc rồi chấm á, thứ đối tượng đến gì, tên hàm kem cần ghi và số điện vào, vậy là xong. Dù sau có là dù sau là gì kem, toán học là gì, ta có các cái gì kem, các quy thức á cần tính, rồi ta được tính như sau ha, trong tin học chuyển qua ta có là toán học kem là căn 8 ha, thì tin học mình là mắc đối tượng ha, tên như kem là sqrt ha, hàm tính căn. Rồi mình có là quy thức là x cộng y tất cả chia t bình phương, thì kem là chuyển sang ha, tin học mình có là gì, x cộng y tất cả kem chia cho là thư viện mắc, rồi kem hứa tượng đến gì, cái hàm kem cần có gì, hàm là mũ là BW mở ngoặc ra T là cơ số và hai là số mũ cần thực hiện ở đây vậy ha. Vậy thì em nói là em muốn so sánh á, cái quy thức một số học sẽ làm sao đủ thanh hỗ trợ các em không. Rồi theo qua phần theo ha, là phần D là quy thức số học mà các em cần thực hiện là thức quan hệ ha, quan hệ. Ở đây các em làm sẽ gì, nghĩa là bài cũ ha, là gì, các quy thức quan hệ kia mình sẽ gì, dùng các toán quan hệ để làm ha, để mình nhớ lại, để mình giải bài tốt hơn ha. Đặc tiểu nó như sau, đó là ha, hai quy thức cùng kiểu liên kết với nhau bởi phép toán quan hệ cho ta là gì, một quy thức quan hệ. Nào ta hiểu này như sau kia, đó là quy thức 1, biểu thức 2, chúng so sánh với nhau thì các em dùng phép toán so sánh với nhau vậy thôi ha, để mình hiểu như vậy ha, để quy thức quan hệ ha, vậy thôi. Phép toán các em phải có là gì, như phép toán là bé hơn bé hơn bằng, lớn hơn lớn hơn bằng, bằng nhau khác nhau ha, để được học được trong một trước đúng không nào, để mình thực hiện lại ha, cho quen ha, đó, toán quan hệ ha, đó, trước rồi. Rồi ta có cái từ sau để mình nhớ thêm nè ha, là biểu thức 1 và biểu thức 2 chúng cùng là kiểu với nhau và cùng là sâu hoặc là cùng là biểu thức số học mà các em cần ha, tương tác so sánh ha, khi thực hiện là sánh chúng với nhau. Để rõ hơn ta phân dụ chọn sau để mình tìm hiểu kỹ hơn ha, phần này ha. Như ta có là ha, theo biểu thức nhỏ là sau ha, x nhỏ 5 và y cộng 1 lớn hơn bằng 2 nhân g. Vậy thì chúng thực hiện so sánh như thế nào khi các em là dùng ha, phát thanh để mình tiến hành là gì, cái chương trình so sánh chúng với nhau. Ta vào phần thực hiện sau, cái thực hiện trẻ kem cũng tương tự như là gì trong toán học mình làm ha. Đầu tiên kem cũng gì là tính giá trị quy thức kem cần làm trước, nghĩa là phép phải là gì ha, trái là gì trước. Rồi tiếp theo kem dùng các phép toán quan hệ để so sánh kết quả quy thức 1 và 2 với nhau ha. Đây làm kem là trong là gì ta học rồi, tính học mình thực hiện ra sao. Thì trước tiên các em là nhập vào ít kem cần thực hiện ở phần trước ha, là 3 ha, 3. Thì ở đây các em giá trị là gì, cái trái bên là gì, là 3 đúng nào, phía phải là 5. Thì khi các em so sánh phép toán quan hệ này ta nói gì, ít phép toán nhỏ hơn 5 thì thấy là gì các em, là giá trị này sao, là đúng nào, 3 đúng không, 5 đúng không, 5 là đúng. Vậy thì liệu rằng các cách thực hiện nhập dữ liệu trên đúng với trường hợp thứ hai không? Ta phần phần dụ thứ hai nhé, thì thêm nhé, nhập vào là giá trị là gì, y ha là gì em, là 2, nhập vào g và tính là 3, thì các em là hành gì, tính á, tính là gì, biểu thức là bên trái gì kem là 2 cộng 1 là 3, bên phải mình là gì, 2 nhân 3 là 6 ha. Vậy thì ta có gì kem, 2 6 đúng không, ta phải rồi. Bây giờ mình dùng cái phép toán quan hệ để tính ha, thì thấy là ha, khi thực hiện ha, là bài toán này ha, thì kết quả kem là dấu mình á là gì kem, 3 nhân hơn 6 là thực chất, nhưng bài toán đặt ra gì kem, là vế trái là lớn hơn vế phải. Vì trường hợp này các em nếu cái sai đó là trường hợp là gì kem, sai nhé, sai. Thế là gì kem, khi so sánh các biểu thức là quan hệ thì kết quả đưa vào kem là tùy ý ngẫu nhiên, nhưng đầu ra của em phải là kết quả chính xác, nghĩa là các em đưa vào số ở đó ngẫu nhiên, các em dùng các toán ngẫu nhiên và mình
thực hiện á, các so sánh đó sao cho ha, khi các em xuất kết quả ha, thì được kết quả cuối cùng là phù hợp ha, các em yêu cầu ha, à, chú phone ha, chú phone vậy thôi. Rồi thứ hai các là khi kiếm muốn là thực hiện các sánh là à, tập hơn và sẽ làm sao ha, các phần phức tạp ha, nó là sánh là x ha lớn bằng 0 và x ha bé ngày 1 mình sẽ làm sao ha, thì qua phần theo này mình hiểu thêm hơn đó. Đầu tiên ta phần là à, thức là thức đơn giản ha, đó là thức đơn giản là logic và hàm logic ha, thông thường mình gặp đó là true false ha, true false khi mình thực hiện giá trị ha, true false cho nó. Cái thứ hai là biểu thức logic là các biểu thức logic đơn giản, các biểu thức quan hệ liên kết với nhau bởi phương pháp logic khi thực hiện ha, bài toán đó. Các biểu thức quan hệ thường đặt gì các trong cặp dấu ngoặc tròn ha, mở ngoặc và đóng ngoặc ha, thực hiện ở đây. Và giá trị biểu thức ha, là true hoặc false khi các em là so sánh giá trị thì cuối cùng là true hoặc false khi thực hiện ha, là mình. Đó là ví dụ các em rõ hơn các cách thực hiện ở đây ha, nhưng mà x là một cái bằng một và các em là xuất ra bằng một, vậy thì với cách này cái kiểu này ta qua phần ha, thực hiện đối với là cái phát toán logic đó là nó sẽ có cách hiểu như nào, à ta ghi kết quả ra ha, thì cái trong thân là gì, là not của gì các em, bé hơn một bằng mặt ở x và ngoặc ở một ha, cái thực hiện ở đây thì như lại cho dùng phát toán logic ha để mình so sánh cách thực hiện à, mình thực hiện ở là cái sánh ở phần là cái phần x lớn bằng một ha. Rồi dù hai là x lớn bằng 5 và b bằng một, ta dùng ha phát toán logic e để thực hiện như thế nào, thì ta có gì kem là x ha lớn bằng là 5 và cái và chứ và ha x là 3/11 ha, sánh là gì kia ghép với nhau đã, ghép với nhau đã ha, khi ghép là gì dùng tốt an kia là tiến hành gì ghép đôi ha, ghép đôi hai phần với lại là một ha, là một ha, nên thực hiện ghép đôi à, công thức với nhau lại ha, một cái là gì kia nhập vào ha, x ha là mấy kia là bằng 6 không, thì 6 ha là giá trị kia lớn hơn 5 ha và 6 ha giá trị bé 11 ha, đó là ghép với nhau ha, hai bé với nhau chu chu đó ha, hoặc là cái nhập vào là 7 không, x là 7 ha, cũng tương tự ha, x là hai gì mấy em, x là 15 thì cái này cái là vài tầm á, nó sẽ bị sai 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 cái ha, thiệu. Rồi tiếp theo sau phần là một cái phát toán theo là gì cái o ha, trong phát toán logic ta có toán áp dụng là x lớn bằng 0 hoặc lớn bằng 7, cái thiệu này cái thực hiện như nào đây, là ta qua phát toán theo là thực hiện là o của bài thân, ta có là gì x lớn bằng 0 hoặc hoặc là o nhé, hoặc là o ha x lớn bằng 7 ha, lớn bằng 7 cái là gì các cái làm thử là hoặc ha, là dạng là dạng là gì, dạng là tuyển tuyển ha, này ở kia hoặc ở kia kìa, tuyển cái chọn giá trị phù hợp ha để thực hiện trình mình có chưa. Bây giờ cái muốn là ha thể hiện cho các kén á giá trị à, phía phải này bao nhiêu, cái cho phía trái này thực hiện thế nào ha, ta còn theo là f ha, câu định ghé là câu lệnh là khiển như sau, chúng ta là gì các đặt ha, đặt giá trị ha, giá trị các ở phía bên phải cho bên trái ha, thông qua cho bằng ở đây đó vậy thôi ha, đây các để dùng rõ mình nhận ha, đó là gì đặt gì các giá trị biểu thức bên phải cho bên trái là biến á, được dùng và ha cái bằng là thể hiện ha cho nó mình nhá bằng thì nó thì ta có là cái ví dụ sau ha, ví dụ là gì các là ha tính biến các là tên của biến đơn á, tức là biến đơn mình áp dụng để mình để giá trị ha, và kiểu ví dụ cái kiểu cái gì của giá trị biểu thức á là phù hợp với là kiểu biến dùng luôn ha, dùng luôn thì ta có là gì các là c ha được gắn bằng tổng a cộng b, nghĩa là gì các kết quả biểu thức a cộng b được ha được gắn được gán cho biến c thông qua cụm gán là bằng, rồi biểu thức là à, x cộng y tất cả chia cho là
x ha cộng 1. Thức này tính ra và gán cho biến t thông qua câu lệnh gán là bằng ha. Và tiếp theo là hàm thì chắc hàm b ở x liêu ha là cos x cos a của là mũ b ha là thư viện mắc là thư viện gọi hàm trừ cho 4 nhân t tính toán ra rồi kem gán giá trị ha cho biến quy thông qua là phần gán là bằng nghĩa là kem đang gì chứ thực hiện gì gán gì chứ biểu thức ha biểu thức hay giá trị ha tính được ở bên phải cho biến đơn ha ở bên trái thông qua gì kem câu định gán là dấu bằng ha đây vậy thôi đây thì các em chú ý những nội dung chính như vậy ha mình sẽ qua phần cũng có đọc này ha được thể thêm câu một kem là trong methane một số một biến á, nhận giá trị nguyên trong phạm vi là từ 50 cho đến 15 150 ngàn thì biến đó có thể là cái báo bằng kiểu dữ liệu nào theo các em thì thực hiện thế nào để chúng các báo đây à ta phần minh họa ở đây ha thì có chị chấm đỏ các em là dữ liệu mình đưa vào cái báo ha rồi đầu tiên các em là kiểu là thật ha rồi thứ hai là kiểu là số nguyên thì theo các em thì với giá trị nguyên trong phạm vi là từ 50 cho đến là 350 ngàn này thì chúng là thuộc kiểu dữ liệu nào từ cái báo à ta thử nhé với là kỳ kem là kiểu dữ liệu là float ha float thêm thì chấm đây nha đó trở về kem à nghĩa là ha ta thêm lại cái phần đặc điểm chính đó là kem kiểu float là gì kem là kiểu dữ liệu cho phần là gì giá trị ha giá trị ha là có phần hợp phần ha trong đó còn ha kem thấy tiếp theo ha mình sẽ chấm ra để mình định nghĩa đúng nhé đó là kiểu nguyên kem là kiểu giá trị ha cho các phần là giá trị nguyên dương hoặc âm ha trong phạm vi kem cần xét ở đây ha là gì kem giá trị gì là nguyên dương ha là từ 50 cho đến là 350 ngàn giá trị để cần một xét giá trị thực hiện ở đây ha như làm nhớ là thì kem tùy ha tùy thuộc vào gì kem từng ha từng kiểu liệu cụ thể và từng đối tượng dùng cụ thể kem sẽ dùng các dữ liệu khác nhau để mình xác lập ha gì kem các dữ liệu cụ thể cho bài toán đặt ra luôn ha rồi câu 2 cho biểu thức trong bài thân phù hợp trong các biểu thức ta học kiểu như đây nghĩa là các em phải gì xác định ha cái biểu thức bài thân mà ha, viết lại ha để tính toán giá trị được trong bài thân từ toán học đặt ra là gì ha rồi theo em thì ở đây ha thì có là 2a chia b thì biểu thức ha ứng với nó là gì ha ta xem này nha à ta thấy là đây là tổng không đúng phải rồi ha đây là gì các hàm không sai đúng không đây các đây nha lập tức nè ha đây hai nhân a chia b ha đây, đúng không đó. Đó. Cái thứ hai là tích của ba số các em chia cho là gì các gì chia cho là tổng của là biến a cộng một ha cộng một thì cái nào đúng các giờ ha giờ đây ha tích của ba số ha đây nè thằng một đây ha đó thì cái thứ ba là tổng a e ha c cộng c chia cho là bình phương của a thì theo em thì cái biết nào ha đúng với nó ở đây à giờ tìm ha đây các phần là tổng ha AB đúng không c ha chia bình phương này ha đây là tổng rồi cái thứ tư là căn của gì căn của là x cộng y chia cho là x trừ một thì theo các em thì cái nào đúng ở đây à đây có gì kem là mắc ha để cùng mình chọn đây là ha nên theo mắc kem chọn đúng không mắc là mình sẽ là gì cái mình là ha không có tưởng nó gì kem làm căn ha rồi tất cả kem chia cho là trừ một ha đây là hàm đúng ha đúng thực hiện phần tăng đúng là đây đây các tác phần em chứ mình cũng cái bài học cũ quá như vậy và thì kem nhớ kiếm sau là kem trong bài này á, thì nhớ điểm sau là gì cách mình ha, tháo biến phù hợp với lại cái dữ liệu kem đặt ra cái thứ hai là các cách toán các em dùng thì ha cần các em có các cái gì biến số hằng số kết hợp với nó ha và khi các em là dùng ha các biểu thức số học ha thì nhớ là quy tắc là gì dùng dấu ha để mình so sánh ha để mình so sánh các phần thứ tự thực hiện hoặc với lại các mình đang làm ha khi tính toán dữ liệu tính giá trị biểu thức số học mình có và khi các em muốn là tính toán nhanh hơn các biểu thức số học thì các em cần gì dùng các hàm số học mà bác thân ha, định nghĩa ra cho các em tính toán giá trị phù hợp với mình có ở đây ha và khi các em muốn là so sánh các biểu thức thì các em dùng là gì hai dạng các toán gì các toán là quan hệ như là
lớn nhỏ hơn nhân bằng lớn hơn nhân bằng ha khác nhau ha bằng bằng để so sánh các cái hệ hóa học. Và cái thứ hai là dùng phép toán mở rộng như là toán là o n và nó để mình tăng ha tăng thêm cái gì các sự đa dạng hơn ha, sự so sánh các quả hoặc khi mình muốn là so sánh các quả mở rộng hơn các toán mình đang có. Chúc các em có bài học thành công ha. Ông đạt tục tới chúc em là sẽ những cái hay hơn về bài thân này. Nếu mà thấy là kênh thầy là hay thì sẽ là like ha, comment và share để mọi người cùng biết để mình có những cái hay hơn về bài thân các em.